là Đài Phát thanh xã Bình Tú, huyện Thân Bình giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với internet. Bà con các bạn thân mến, vào ngày 8 tháng 9 tới đây, xã Bình Tú sẽ diễn ra sự kiện internet và thanh niên tham gia sự kiện. Sự kiện internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng thực để trên này, trên máy tính và internet, để hiểu rõ hơn máy tính và internet có thể mang lại những điều bổ ích cho và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ do dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam do quỹ BNI tài trợ. Kể từ ngày internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm đến nay, internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống và xã hội. Sống rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của internet mang đến cho xã hội. Internet giúp cho các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có được một công cuộc